Ngày 20 tháng 4, Ban chỉ đạo đề án 09 về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh hai xã Hang Kia và Cò, huyện Mai Châu đã tổ chức hội nghị để quán triệt triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phân công nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện đề án 09 trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện đề án 09 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau 10 năm thực hiện đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh hai xã Hang Kia và Cò, huyện Mai Châu, đến nay kinh tế xã hội hai xã đã có bước phát triển, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tăng trưởng kinh tế đạt khá. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã Hang Kia đạt 25,1 triệu đồng, xã Bà Cò đạt 15,22 triệu đồng. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, xã Hang Kia đạt 12 trên 19 tiêu chí, xã Bà Cò đạt 13 trên 19 tiêu chí. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, tổ chức đảng ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị trên địa bàn ổn định. Tuy nhiên, kinh tế xã hội hai xã Hang Kia, Bà Cò vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của huyện. Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn mới đạt 57,47% thu nhập bình quân của huyện Mai Châu và bằng 23,5% thu nhập bình quân chung của tỉnh. Trên địa bàn hai xã còn 388 hộ thiếu đất ở, 217 hộ khó khăn về nhà ở. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua đề án 09 với mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị hai xã Hang Kia, Bà Cò, phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập so với huyện và của tỉnh, tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quốc phòng, tạo môi trường ổn định để phát triển bền vững. Để thực hiện được mục tiêu này, hội nghị đã đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của hai xã để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân, xây dựng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn hai xã đạt mức trung bình của huyện, thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%. Hệ thống điện đường trường trạm đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng phục vụ, an ninh quốc phòng được giữ vững. Hội nghị cũng đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án 09, phân công nhiệm vụ cho thành viên để triển khai thực hiện đề án. Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện đề án 09 nhấn mạnh, để đề án được triển khai có hiệu quả, các thành viên Ban chỉ đạo đề án phải nâng cao chất lượng tham mưu trên cơ sở phân công các đơn vị bám sát nhiệm vụ để thực hiện. Trong đó phải chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tập trung vào việc tổ chức cán bộ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới và thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn hai xã. Thành viên ban chỉ đạo của đồng chí cũng bám sát nghiên cứu kỹ để tham mưu và thực hiện tốt cái nội dung và đề xuất cho ủy ban tỉnh, cho tỉnh ủy trong những nội dung này. Đề nghị là ban cán sự đảng, ban chỉ đạo của ban tỉnh, các sở ngành thực hiện tốt cái quyết định 252 và tất cả cái nhiệm vụ liên quan đến các công tác tham mưu để hội đồng dân tỉnh, ban thường vụ tỉnh ủy quyết định một số vấn đề liên quan đến chính sách, liên quan đến các dự án cho phục vụ cho đề án ở hai xã Hang Kia và Cò. Đối với huyện ủy Mai Châu, tôi ban hành kế hoạch và có cái kế hoạch chương trình hành động cũng như là có nghị quyết chuyên đề đối với hai xã này. Việc triển khai đề án là phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, vì vậy đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện cần huy động sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các bộ ngành trung ương để đề án phát huy được hiệu quả.